Chào mừng các bạn đã trở lại với một video so sánh điện thoại trên kênh YouTube của mình. Hôm nay mình có nhận được một câu hỏi có nội dung như sau. Realme 12 Pro mà giá như thế này thì thà em mua Realme GT Neo 5 SE còn hơn. Anh Dương thấy em nói có đúng không ạ? Anh so sánh chi tiết hai máy này với nhau giúp em nha. Em cảm ơn anh nhiều. Rồi, thế thì ngày hôm nay rất là may mắn khi mà mình đã có ở trên tay hai sản phẩm cực kỳ hot của Realme đây. Cái Realme 12 Pro này nó quá hot tại vì là cái Realme 12 Pro Plus nó là điện thoại chim mồi. Các bạn hình dung được không ạ? Đấy, giá nó quá cao so với Realme 12 Pro mà Realme 12 Pro này thì nó rẻ hơn nhiều quá. Nên thành ra là bây giờ cái tầm giá của Realme 12 Pro nó lại cùng cái phân khúc giá với cả GT Neo 5 SE. Thế tuy nhiên chúng ta mới chợt nhận ra rằng là GT Neo 5 SE chính ra là nó quá ngon tại vì là nó đã ra mắt lâu rồi, và khi ra mắt lâu rồi thì cái thời điểm này là cái thời điểm mà giá của nó cũng đã gọi là thấp nhất rồi. Và cũng chia sẻ với cả các bạn luôn, đấy là có thể trong thời gian tới cái Realme GT Neo 5 SE này nó sẽ khan hiếm hàng dần đi. Hiện tại mình có tham khảo tại Điện Thoại Hay, một trong những đơn vị bán điện thoại giá rẻ nhất ở trên thị trường bây giờ, thì Realme GT Neo 5 SE đang được bán với mức giá là 5690 cho phiên bản 8256, và 12256 thì sẽ là 6190. Đấy, và cũng nói luôn là phiên bản 8256 là cũng đã hết hàng rồi. Đấy, anh em bây giờ chỉ có đặt hàng trước xong rồi chờ họ mang về thôi. Còn Realme 12 Pro thì mình thấy là phiên bản 8128 là đang có mức giá là 5.590, còn phiên bản 8256 thì sẽ là 6.090. Như vậy, nếu mà cùng một mức giá thì hiện tại là Realme GT Neo 5 SE là đang ngon hơn ở RAM với ROM đấy nhé các bạn nhé. Nên là đấy cũng là cái lợi thế của GT Neo 5 SE rồi, đúng nào. Thế thì bây giờ chúng ta cứ so sánh từng phần một đi để xem là những sự hơn kém nó như thế nào và nó có nhiều hay không. Mua laptop an tâm nhất đến trungtrần.vn. Trung Trần cam kết dịch vụ tốt nhất thị trường. Đầu tiên là về phần hộp phụ kiện thì cả hai sản phẩm này đều có hộp phụ kiện vô cùng đầy đủ. Tuy nhiên mình sẽ lựa chọn GT Neo 5 SE bởi vì các lý do như sau. Thứ nhất, đấy là cái sạc của nó này. Các bạn có thể thấy luôn, nó là sạc SuperVOOC 100W. Còn Realme 12 Pro thì nó sẽ là SuperVOOC 67W. Rõ ràng là GT Neo 5 SE là hơn về cái sạc cái đã. Thứ hai nữa, đấy là về cái phần ốp lưng nhé các bạn nhé. Đây, ốp lưng đây. Thì hai cái sản phẩm này nó hướng tới những cái kiểu khác nhau. Nhưng mình sẽ thích cái kiểu ốp lưng của GT Neo 5 SE như này hơn. Bởi vì cái mặt lưng của nó sờ vào nó sẽ mềm mịn hơn. Và dùng về lâu về dài thì nó đỡ bị biến thành màu cháo lòng như là ở trên Realme 12 Pro. Thế tuy nhiên là cái Realme 12 Pro này thì khi mà chúng ta ốp vào như này thì nó sẽ giữ nguyên trạng được cái màu sắc ở phần mặt lưng. Còn cái GT Neo 5 SE, ví dụ như là cái phiên bản mặt lưng giả da mà mình đang cầm ở trên tay này, nếu mà chúng ta ốp vào như này là coi như mất luôn cái mặt lưng giả da rồi còn gì nữa, đúng nào, không nhìn thấy mặt lưng giả da đâu nữa. Nên là đấy cũng là một trong những cái ưu điểm và nhược điểm của từng loại ốp. Thì không biết các bạn thích cái loại ốp nào thì có thể để lại comment cho mình biết nhé. Nhưng với mình thì nếu mà về hộp phụ kiện thì mình sẽ lựa chọn GT Neo 5 SE bởi vì cái lý do quan trọng nhất đấy là cái củ sạc của nó hơn hẳn so với củ sạc của Realme 12 Pro. Tiếp tục nữa nào, về phần thiết kế thì đẹp hay xấu tùy thuộc vào mắt của mỗi người. Tuy nhiên với mắt của mình thôi nhá, mình chỉ nói là với mắt của mình thôi, thì mình sẽ thích cái kiểu thiết kế của Realme 12 Pro hơn. Bởi vì thiết kế của nó giống kiểu flagship hơn. Màn hình của nó cũng là một cái màn hình cong nhẹ chứ không phải là màn hình phẳng lì như là ở trên GT Neo 5 SE. Và Realme 12 Pro thì nó cũng sẽ mỏng nhẹ hơn một chút xíu so với cả GT Neo 5 SE. Rồi, như vậy là về thiết kế thì mình sẽ lựa chọn Realme 12 Pro. Và thêm một cái điểm nữa, đấy là Realme 12 Pro nó có kháng nước kháng bụi là IP65 đấy nhá. Cái điều mà GT Neo 5 SE không có đâu. Rồi, nhưng đây sẽ là những cái thứ mà GT Neo 5 SE hơn đây. Thứ nhất, đấy là về phần màn hình. Nó sẽ có cái gì ạ? Nó sẽ có màn hình kích thước lớn hơn một xíu này. Độ phân giải thì là cao hơn rồi, đặc biệt là độ phân giải. Nó là 1.5K chứ không phải là Full HD cộng như là Realme 12 Pro nữa. Tiếp tục nữa, đấy là cái phần độ sáng của nó cũng sẽ cao hơn. Nó là 1400 nit thay vì là 950 nit là tối đa. Và thêm nữa, đấy là cái tần số quét của nó cũng tốt hơn, 144Hz so với cả 120Hz. Như vậy là về phần màn hình thì mình sẽ lựa chọn GT Neo 5 SE nhé các bạn nhé. Và tiếp tục nữa, đấy là về phần hiệu năng thì mình cũng sẽ lựa chọn luôn GT Neo 5 SE luôn. Tại vì sao ạ? Tại vì cái con chip Snapdragon 7 cộng Gen 2 nó mạnh mẽ hơn rất nhiều so với cả
con chip 6 Gen 1 của Realme 12 Pro. Và thêm một cái điểm nữa, đấy là với cùng một cái tầm giá, các bạn cũng có thể nhìn thấy luôn đấy, đấy là cái phần RAM ROM của GT Neo 5 SE nó sẽ nhỉnh hơn, đúng không nào? Ví dụ như là với cùng một cái tầm giá là 5 triệu rưỡi đi, thì chúng ta sẽ lựa chọn là GT Neo 5 SE phiên bản bộ nhớ trong 256GB. Đấy, còn chỉ lựa chọn là Realme 12 Pro phiên bản bộ nhớ trong 128GB thôi. Còn nếu mà với mức giá khoảng hơn 6 triệu thì chúng ta sẽ lựa chọn là Realme 12 Pro phiên bản 256GB với RAM là 8GB. Nhưng chúng ta đã lựa chọn được GT Neo 5 SE với phiên bản RAM 12GB rồi, nghĩa là nó sẽ hơn ROM hoặc là hơn RAM nếu như cùng một cái tầm giá, được chưa? Như vậy là về hiệu năng, tổng kết cả RAM ROM chip thì GT Neo 5 SE nó đều hơn so với cả Realme 12 Pro. Về phần camera thì sao? Camera thì mình sẽ lựa chọn Realme 12 Pro nhé. Camera của nó đầu tiên ý, là nó sẽ có chống rung quang học. Đấy, có chống rung quang học OIS, cái điều mà GT Neo 5 SE không có. Đấy là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là nó có camera tele, cái điều mà GT Neo 5 SE cũng không có luôn. Đấy, và với camera tele thì nó chụp ảnh xóa phông sẽ ngon hơn, zoom xa các thứ là nó sẽ tốt hơn, đúng nào? Còn GT Neo 5 SE thì thực ra là nó sẽ có một cái camera kính hiển vi đấy, nhưng mà mình thấy là cái camera kính hiển vi nó sẽ không thực tế bằng camera tele. Đấy, nên là mình sẽ lựa chọn Realme 12 Pro về camera nhé. Về pin thì sẽ là GT Neo 5 SE với viên pin là 5500, sạc thì cũng sẽ là GT Neo 5 SE rồi. Về các yếu tố khác thì loa ngoài là loa kép đều có này, vân tay bên trong màn hình thì cũng đều có luôn này. Camera trước thì cũng rất là tương đồng với nhau này, nhưng kháng nước thì như ở đầu video mình đã nói, cái Realme 12 Pro nó sẽ tốt hơn, được chưa? Và nó có, quan trọng là nó có, còn GT Neo 5 SE thì sẽ không có. Như vậy, chúng ta sẽ lựa chọn Realme 12 Pro khi nào? Khi chúng ta cần một cái điện thoại có một cái thiết kế đẹp hơn, có một cái kháng nước kháng bụi là IP65, có cái phần camera nó cũng sẽ có phần nhỉnh hơn. Còn chúng ta sẽ lựa chọn GT Neo 5 SE khi nào? Khi chúng ta cần một cái điện thoại với màn hình đẹp hơn, với hiệu năng tốt hơn, với pin ngon hơn và với một cái phiên bản RAM ROM các thứ có phần nhỉnh hơn. Thế thì với cá nhân mình ý, thì mình cũng khá là đồng tình với cả cái quan điểm của bạn. Nếu mà bắt buộc phải lựa chọn một trong hai sở này thì thời điểm hiện tại mình đang nghiêng nhiều hơn về GT Neo 5 SE. Mình chỉ sợ là cái sở này trong thời gian tới là nó sẽ hết hàng thôi. Đấy là mình sợ là như vậy thôi. Chứ còn nếu như sau này mà GT Neo 5 SE mà nó hết hàng cũng như là Realme 12 Pro nó giảm giá xuống thì lúc đấy chúng ta tính sau. Còn thời điểm hiện tại là mình vẫn đang nghiêng nhiều hơn về GT Neo 5 SE. Còn các bạn, trong số các bạn đang theo dõi video này, các bạn sẽ lựa chọn sở nào trong hai sở này? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Và các bạn có thể tham khảo qua giá bán cũng như là khuyến mại đi kèm của hai chiếc điện thoại này tại website của Điện Thoại Hay, một trong những đơn vị bán điện thoại giá rẻ nhất ở trên thị trường bây giờ. Và tất cả những mức giá này đều đã bao gồm bảo hành vàng, cả nguồn, màn hình và vân tay, tiết kiệm được khoảng 500.000 so với việc các bạn mua hàng tại các cửa hàng khác. Đấy, nếu mà mua hàng tại các cửa hàng khác là coi như không có bảo hành, nếu như chúng ta không mua bảo hành vàng, bởi vì là không bảo hành nguồn, màn hình và vân tay thì coi như là không có bảo hành rồi gì nữa, đúng không nào? Ở Điện Thay là chúng ta sẽ được tặng luôn. Đó, rồi, ok, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.